Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải Premier League 2022-23 đã chính thức khép lại với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ở phía dưới bảng xếp hạng, Everton thoát hiểm phút chót và khiến Leicester và Leeds United phải xuống hạng cùng với Southampton. Trong khi đó, ở nửa trên tuy không còn nhiều điều đáng xem, nhưng Tottenham bây giờ đến C3 cũng chẳng có mà húp vì suất hội nghị này đã dành cho Aston Villa. Đối với riêng Manchester United, việc chắc chắn có một suất tham dự Champions League cùng với Newcastle, Arsenal và Man City đã giúp họ có được tâm lý thoải mái khi hạ cánh an toàn trước Fulham với tỷ số 2-1 rất nhẹ nhàng tình cảm. Vâng, để làm sôi động cho buổi bình luận sau trận trong buổi sáng ngày hôm nay, Red Football có 3 tin vui muốn thông báo tới toàn thể người hâm mộ Quỷ Đỏ như sau. Thứ nhất, huấn luyện viên Erik ten Hag xác nhận tiền đạo Anthony có thể tham dự chung kết FA Cup vào ngày 3 tháng 6 tới đây vì chấn thương mắt cá chân của ngôi sao người Brazil không quá nghiêm trọng như dự đoán ban đầu. Thứ hai, tại Stamford Bridge, các ống kính máy quay đã truyền hình trực tiếp hình ảnh được cho là cuối cùng của Mason Mount trong màu áo Chelsea. Cầu thủ sinh năm 1999 không được đăng ký thi đấu mà chỉ dạo quanh sân và người ta tin rằng anh có thể sẽ gia nhập Man United. Thứ ba, hãy truy cập vào fanpage Random Football trên Facebook để thừa riêng cho mình chiếc long bào mùa giải mới cực kỳ chất lượng. Và tất nhiên là phải xem vận may của quý khán thính giả đến đâu vì chỉ có vài chiếc đang sẵn sàng được gửi đi ngay trong hôm nay. Còn bây giờ, hãy cùng đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Không có nhiều bất ngờ khi nhìn vào danh sách đá chính của Manchester United trước giờ bóng lăn. Ngoài việc Marcus Rashford và Jadon Sancho tiếp tục ra sân ngay từ đầu, dù họ được cho là những cầu thủ chủ chốt cho trận chung kết diễn ra sau đây 5 ngày nữa. Tuy nhiên, về cơ bản thì huấn luyện viên Erik ten Hag đã có những sự lựa chọn hợp lý ở cả 3 tuyến với Harry Maguire, Tyrell Malacia, Fred hay là Alejandro Garnacho có cơ hội để thể hiện mình. Về phía Fulham, dù không còn động lực hay mục tiêu nào, nhưng họ vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất nhằm có một ngày hạ màn mùa giải vui vẻ. Đáng chú ý nhất chắc chắn là sự trở lại của tiền đạo Aleksandar Mitrovic, người từng bị truất quyền thi đấu khi hai đội chạm mắt tại FA Cup cách đây vài tháng. Cầu thủ người Serbia bị cấm 8 trận vì hành vi thiếu tôn trọng vị vua áo đen và giờ thì anh đã tái xuất tại Old Trafford. Bước vào trận đấu, Fulham bất ngờ chơi tốt hơn Man United khi tỏ ra khó chịu ở khâu phòng ngự và thậm chí họ còn sớm mở tỷ số sau một pha phạt góc bên cánh trái. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì mà đại diện thành London có thể làm được bên cạnh một quả phạt đền hỏng ăn, bởi trong suốt thời gian còn lại trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội chủ nhà đã chơi dồn ép mạnh mẽ và cũng tìm được bàn san bằng cách biệt của Jadon Sancho ở phút thứ 39. Sau giờ nghỉ giải lao, điều tương tự xảy ra khi Bruno Fernandes nhận đường chọc khe của Xavi Hernandez phiên bản chân trái, qua đó dễ dàng lốp quả bóng để ghi bàn, nâng tỷ số lên thành 2-1 ở phút 55. Chưa dừng lại ở đó, Man United vẫn cố gắng tấn công nhằm ghi thêm bàn thắng, nhưng tiếc rằng kết quả cuối cùng đã không thể thay đổi. Fulham trong khi đó cũng dần mất đi cảm hứng chơi bóng và buông xuôi theo thời gian. Với trận thắng này, Man United chung cuộc giành được 75 điểm, còn nhiều hơn cả mùa giải 2020-21 khi họ đứng thứ hai với chỉ 74 điểm. Tuy nhiên, ngôi Á quân năm nay thuộc về Arsenal nên Manchester United chỉ có thể nhận thêm 4 triệu bảng so với việc đứng ở vị trí thứ tư như là Newcastle. Cùng với đó là thành tích găng tay vàng dành cho thủ thành David De Gea sau 16 trên tổng số 38 trận anh giữ sạch lưới mùa này. Bây giờ, hãy cùng lắng nghe một vài phát biểu trên truyền thông. Đầu tiên, huấn luyện viên Erik ten Hag đã đứng phát biểu trên sân Old Trafford trước toàn thể các khán giả. Ông nói: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ. Họ đã có một mùa giải tuyệt vời. Cảm ơn tới tất cả các cộng sự trong ban huấn luyện của tôi. Và tôi cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Manchester United. Và lúc này, chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa vào tuần sau. Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ sẽ làm tất cả để có thể chiến thắng Man City ở trận chung kết FA Cup. Chúng tôi sẽ làm tất cả để mang chiếc cúp vô địch về với sân Old Trafford.
Một lần nữa, xin được cảm ơn các bạn. Về khía cạnh tương lai, huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ: "Tôi nghĩ vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi chủ động, chúng tôi năng động và thật thú vị khi xem United chơi bóng. Có một tinh thần chiến đấu tốt trong đội và đội này, nhưng chúng tôi phải củng cố nó. Toàn đội phải cải thiện rất nhiều khía cạnh của bóng đá và tất cả phải làm việc với chúng tôi trong suốt mùa hè sắp tới." Về tình hình của Anthony, huấn luyện viên Erik ten Hag cho hay: "Tất cả chúng ta đều thấy cậu ấy ra sân vào thứ năm tuần trước, vì vậy còn khá sớm để chắc chắn điều gì. Nhưng tôi nghĩ nó không quá tệ, cậu ấy có thể sẽ sẵn sàng cho trận chung kết cúp vào tuần tới. Tất cả chúng ta đều đã thấy cách Anthony rời sân và nó trông không ổn, nhưng đánh giá ban đầu không quá tệ, có một cơ hội tốt để cậu ấy có mặt vào ngày 3 tháng 6. Về Alejandro Garnacho, huấn luyện viên Erik ten Hag không có gì ngoài sự khen ngợi. Ông nói: "Bạn thấy đấy, cậu nhóc này xứng đáng đá chính và bây giờ Ale có thể chứng tỏ rằng mình xứng đáng với điều đó. Đây là bước tiếp theo của Alejandro Garnacho, chính là trở thành người ra sân ngay từ đầu." Trong khi đó, huấn luyện viên Marco Silva một lần nữa lại than vãn rằng Fulham không đáng chịu thất bại tại Old Trafford. Ông nói: "Chúng tôi không xứng đáng thua trận. Cuộc chơi đã thay đổi hoàn toàn kể từ thời điểm Mitrovic đá hỏng phạt đền. Đó là một thời điểm thể hiện sự trưởng thành và xử lý trận đấu theo một cách khác, nhưng chúng tôi lại không làm được. Tuy nhiên, trận đấu này một lần nữa cho thấy chất lượng của Fulham và những gì đội bóng có thể làm được trên sân cỏ." Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, có lẽ không ai xứng đáng hơn Bruno Fernandes với một bàn thắng vô cùng đẳng cấp để ấn định tỷ số 2-1. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng có thêm 6 tình huống tạo cơ hội cho đồng đội, nâng tổng thành tích cá nhân lên thành con số 119 và đương nhiên là tốt nhất giải đấu. Thống kê này hơn Kevin De Bruyne với 98 lần và Kieran Trippier 110 lần. Nhưng thật tiếc khi Bruno Fernandes chỉ mang về có 8 kiến tạo ít ỏi. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu này. Thứ nhất, Harry Maguire đã chơi trận cuối cho Man United. Hôm nay, trung vệ sinh năm 1993 đá chính, nhưng đó là khi Manchester United đã hết mục tiêu và Rafael Varane cần giữ sức cho trận chung kết FA Cup. Với cái giá 80 triệu bảng, có lẽ là Harry Maguire sẽ phải ra đi vì thật khó để anh dự bị liên tục và phải hứng chịu nhiều lời nhục mạ từ một bộ phận khán giả thiếu văn minh. Trên thực tế, đây là thời điểm hoàn hảo cho một thương vụ chuyển nhượng khi Harry Maguire được vài đội bóng hạng khá ở ngoại hạng Anh hỏi mua, và dù mức phí đề xuất sẽ không cao, nhưng ít nhất là nó vẫn mang đến con số không nhỏ cho Man United tái đầu tư đội hình. Thật tiếc cho Harry Maguire nếu nhìn vào 2 năm đầu tiên anh thi đấu tại Old Trafford. Sau chấn thương gặp phải ở trận thắng Aston Villa cuối mùa 2021, ngôi sao người Anh sa sút một cách khó tin và giờ chỉ là sự lựa chọn cuối cùng sau cả Luke Shaw cho vị trí trung vệ. Tuy nhiên, con người ta đôi khi có vận mà không có mệnh, đời người thì hết oanh thì phải đến liệt. Xin chào và chúc Harry Maguire thành công hơn trong tương lai. Và chúng tôi sẽ mãi nhớ tới anh là một người đội trưởng trong giai đoạn khó khăn của Man United. Việc đến đây sau thời Sir Alex đã là dũng cảm lắm rồi. Thứ hai, Aleksandar Mitrovic có thể là đáp án cho bài toán hàng công của Man United. Người ta đang bàn tán nhiều về khả năng huấn luyện viên Erik ten Hag hỏi mua một trong 3 ngôi sao Harry Kane, Victor Osimhen hoặc Dusan Vlahovic. Tuy nhiên, nếu công cuộc chuyển giao quyền lực tại Old Trafford không thể diễn ra một cách suôn sẻ, thì ngân sách mua sắm sẽ rất hạn hẹp. Báo chí Anh nói rằng chiến lược gia người Hà Lan chỉ có khoảng 100 triệu bảng cộng với tiền bán cầu thủ để tái cơ cấu đội hình. Vậy nếu ông muốn một tiền đạo rẻ, biết ghi bàn và có nền tảng thể lực tuyệt vời, rõ ràng Mitrovic phải là phương án rất khả dĩ hơn nhiều so với Anthony Martial hay là Wout Weghorst. Mùa này, dù đã phải nghỉ thi đấu 8 trận, nhưng Mitrovic vẫn ghi được 23 bàn sau 38 trận cho đội tuyển quốc gia Serbia và câu lạc bộ Fulham. Chính vì thế, Man United hãy thực dụng nếu họ không có nhiều tiền mua sắm, bởi cầu thủ sinh năm 1993 chỉ được định giá khoảng 25-30 triệu bảng và hạn sử dụng cũng không ngắn nếu nhìn vào sức vóc của anh. Bên cạnh đó, Erik ten Hag rất thích dùng những tiền đạo cao lớn, điển hình như Sebastian Haller tại Ajax, và nếu trong tay ông có Mitrovic thì chưa chắc mùa này Man United chịu đứng ở vị trí thứ 3 và thất bại trước Sevilla tại tứ kết Europa League. Thứ ba,
Erik Ten Hag đã chọn ra đội hình cho chung kết FA Cup. Hôm nay, hơi khó hiểu khi Jadon Sancho chơi trọn vẹn trận đấu trong bối cảnh Antony vẫn chấn thương. Điều này dấy lên nghi ngờ rằng có thể Antony sẽ đá chính ở chung kết FA Cup bên hành lang phải và Sancho sẽ dự bị. Ngoài ra, Aaron Wan-Bissaka chắc đã được xác định là kẻ ngăn chặn Jack Grealish đang đạt phong độ hủy diệt vào thời điểm hiện tại. Và nếu phải chọn ra một người ngăn được Jack thì chẳng có ai ngoài Thánh Xoạc cả. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Luke Shaw, Rafael Varane, Lindelof, Casemiro, Christian Eriksen, Marcus Rashford và Anthony Martial có lẽ sẽ đá chính. Như vậy đây sẽ là đội hình xuất phát của Manchester United ở chung kết FA Cup. Có thể chúng tôi dự đoán sai về trường hợp của Anthony, nhưng nếu cầu thủ người Brazil thực sự chưa thể trở lại, thì cũng có khả năng là Bruno Fernandes sẽ đá bên phải và nhường vị trí cho Fred hoặc là Sancho. Thứ tư, Old Trafford đúng là mồ chôn của các vị khách. Sau thất bại ở ngày mở màn trước Brighton, từ đó cho đến nay là ngày hạ màn của mùa giải, Manchester United chỉ để Newcastle, Southampton và Leeds United ra về với một điểm, trong khi hạ gục hết tất cả các đối thủ còn lại, kể cả có là 5 đại diện còn lại trong nhóm Big Six hùng mạnh, hay thậm chí là Barcelona, đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng phải chịu cảnh phơi áo tại thánh địa Old Trafford. Công lớn trong việc đưa nhà hát của những giấc mơ vĩ đại trở lại phải kể đến huấn luyện viên Erik Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan đã mang đến một làn gió mới sau mùa giải đau khổ trước đó cùng với Ole Gunnar Solskjaer. Và giờ thì Man United đang tạo ra yếu tố sợ hãi cho các đội bóng mỗi khi họ đến làm khách tại Old Trafford. Hy vọng họ có thể cải thiện thành tích sân khách ở mùa giải tiếp theo và có khả năng đua vô địch cùng với Man City. Nhưng dẫu sao thì mùa này, Old Trafford quả đúng là mồ chôn của các đại diện viếng thăm. Thứ năm, Victor Lindelof có thể giúp Manchester United rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Vào mùa đông, Inter Milan từng hỏi mua người băng nhưng Man United không đồng ý. Quyết định đó có thể là tuyệt vời nếu nhìn vào màn trình diễn của trung vệ sinh năm 1994 trong giai đoạn cuối mùa. Anh thay thế quá hoàn hảo Martinez và chứng minh cho huấn luyện viên Erik Ten Hag thấy rằng mình có khả năng thực sự ở vị trí lệch trái, một điều mà ngay cả Rafael Varane cũng ít khi làm được. Tốt hơn hết là sẽ không có vụ chuyển nhượng nào mang tên Victor Lindelof trong thời gian tới. Man United có thể sử dụng tiền để chi cho các vị trí khác và khu vực trung tâm hàng thủ. Nếu bán Harry Maguire thì vẫn còn 3 cái tên cứng cựa, hoặc nếu cấp bách thì huấn luyện viên Erik Ten Hag hoàn toàn tin tưởng Luke Shaw nhiều lần như những gì ông đã làm ở giữa mùa giải vừa qua. Do vậy, có thể Victor Lindelof dù không nên bị bán, nhưng anh vẫn sẽ giúp Man United có thêm hướng đi trên thị trường chuyển nhượng. Thứ 6, nhắc nhẹ quý khán thính giả là sắp tới Random Football sẽ có một series bài viết của tác giả Ilfer về các cá nhân tại Manchester United, những điều họ làm được và chưa làm được, một vài khúc mắc trong đội bóng và những nhận định trực quan dựa trên cơ sở thực tế của mùa giải vừa qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.